Để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, cơn bão số 1, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số sở ngành đã đi kiểm tra tại một số công trình trọng yếu về phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn đã đi kiểm tra tại một số trạm bơm tiêu úng trọng điểm dọc tuyến sông Luộc như trạm bơm Triều Tương, trạm bơm Mai Xá. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác trực phòng chống lụt bão, kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị công trình bờ vùng để sẵn sàng phục vụ chống úng. Các địa phương chủ động tháo cạn nước hợp lý, không để xảy ra úng ngập, đặc biệt là đối với các địa phương đã gieo cấy như Mỹ Hào, Ân Thi, Yên Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương không chủ quan, chuẩn bị đầy đủ các phương án để đối phó, tránh những thiệt hại ở mức thấp nhất do bão gây ra. Để chủ động đối phó với cơn bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan, chủ động theo dõi, ứng phó kịp thời với diễn biến của cơn bão.